Xin chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Dạ coi hôm nay thì kênh Mai Vàng Bến Tre có tiếp tục ghé vườn của em Phạm Nhi để em Nhi quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai ghép mai giống siêu bông Sài Gòn, cúc Thọ Hương, cúc Tân Châu, cúc Vạn Phúc cho cô chú anh chị mình mua về cho Tết năm 2024 cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào hay giá cạp lấy mình ủng hộ cho em Nhi nha. Không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi, chào em Nhi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể với cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay trở lại kênh em xin giao lưu cô chú anh chị mình lô mai giống tiếp tục nha. Cũng mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em ạ. Với cái đầu tiên mã số 1 xe đồng cây giảo siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Dạ. Quanh được 8. Trời ơi nụ nè cô chú anh chị. Cao sao từ. Cái ngang được 53. Cái này em để cô chú anh chị mình giá 200.000. Rồi mình đợi cây nha. Dạ. Rồi tiếp theo mã số 2 xe. 2C một cây giảo siêu bông tiếp tục ha cô chú anh chị. 2C. Nó nụ có nha cô chú anh chị ha. Có cũ luôn ha. Dạ. Rồi. Quanh là mình được 9. Cao 49. Tới ngang được 57, cây này tàn tròn nha. Cây này cũng đến nở nữa, em để cô chú anh chị mình giá cũng 200.000 nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 3C. 3C một cây cúc họ Hương nha cô chú. Rồi. Hoành được 6. Nụ ngon lành nha. 53. Tới ngang được 68. Cái tàn này tàn to nha cô chú anh chị. Để cô chú anh chị giá 220 thôi nha. Cây bự lắm. Rồi, mình đã cây luôn ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 4C, một cây cúc Vạn Phúc nha. Hoành là mình được 8. Nụ siêu nhiều luôn nha cả nhà. Cao 56. Tới ngang được 55. Cái này em để cô chú anh chị mình giá 220.000. Rồi, đỡ cây luôn ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 5C, một cây giảo Phú Tân hả cô chú anh chị. Rồi, cái tàn quá đẹp. Củ đấy nở nha, vàng ươm mà. Hoành 6. Có nụ nha cô chú anh chị ha. Cao 47. À, hàng lên nụ khá rồi. 61. Rồi, cây này em để cô chú anh chị mình giá 250.000. Rồi, cây bao phí lắm. Ha. Dạ, đúng rồi. Cây này có củ nha cô chú anh chị. Hàng củ vàng ươm dưới luôn nè. Rồi, đỡ cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 7C là một cây giảo nhung ha. Giảo nhung. Củ đấy nở. Rồi. Hoành là mình được 8. Cao được 55. Tới ngang được 62. Cây giảo nhung mình để cô chú anh chị giá 200.000 thôi nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 8C là một cây cúc họ Hương nha. Rồi, hàng liền thân liền cốt hết trơn cô chú anh chị ha. Ghép cốc nhớt nha cô chú anh chị. Có củ ha. Hoành được 9. Nụ lên. Cao 62. Nụ khá luôn ạ. 53. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá cho 200.000 thôi. Rồi, mình đợi cây luôn em ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 9C. 9C một cây giảo siêu bông Sài Gòn nha, củ đấy củ tỏi ha, củ đấy nở. Chà bá. Rồi. Hoành được 9. Có nụ ha. Cao 51. Tới ngang được 52. Cái này em để cô chú anh chị mình giá 200.000 thôi nha. Rồi, 200 bao phí ha. Dạ. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 9C. Ủa 9C hả? 10C mà. 10C. 10C. Một cây giảo siêu bông Sài Gòn nha. Rồi, vậy là em Nhi nó có nhảy số ở cô chú anh chị ha. Rồi. Ha. Rồi, thông số luôn em. Hoành được 10. Rồi. Cao 51. Tới ngang được 56. Cái này để cô chú anh chị mình giá 250.000 nha. Rồi, đỡ cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 11C. Một cây cúc Vạn Phúc nha. Rồi. Thông số luôn em. Đừng đúng mã số giúp em đi cô chú anh chị, nãy em lỡ nó lộn số rồi. Hoành được 7. Thôi nhảy thêm số cao chứ không sao nha cô chú anh chị, vẫn đúng nha. Tới ngang được 54. Đúng mã số báo trên clip là được. Cái này em để cô chú anh chị mình giá 200.000 nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 12C. 12C, một cây cúc họ Hương nha. Rồi. Hoành được 9. Cao 52. Tới ngang 65. Nụ khá nhiều nha cô chú anh chị. Dạ, cái này em để cô chú anh chị giá 200.000 thôi nha. Còn cây cuối clip của em nha cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip và ủng hộ trong thời gian qua nha. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Phạm Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.